Chào mừng mọi người đã đến với kênh tô màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu một chiếc xe ô tô nha mọi người. Xin mời mọi người hãy theo dõi video của mình để xem mình tô màu chiếc xe này sẽ như thế nào nhé. Em không thể quay được nữa rồi. Nó dày quá rồi em ạ. Điện thoại em nó cùi lắm. Trời ơi con quỷ cái này. Lúc đấy rồi bây giờ nó mới điện. Về em. Đừng về sớm quá đừng bỏ xin em. Ngon quá. Chú à. Hay là mình cho mình ăn ngọt ta. Không có vị gì luôn. Hai sáu hai bảy hai tám hai chín ba mươi nhanh lên nào. Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu tiếp theo nhé. Bye bye.